Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại nhà hàng Phú Lâm, thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California, Ban Diễn hành Văn hóa Quốc tế đã tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ với sự tham dự của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và đông đảo các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương cùng giới truyền thông báo chí tham dự. Xứ nhưng chúng ta lúc nào cũng yêu chuộng tự do và cái lý tưởng tự do, chính vì vậy mà chúng ta đã có mặt ở nơi đây. Hà Vinh rất là vui vì được đóng góp trong cái chương trình gây quỹ này. Đây là năm đầu tiên là ban tổ chức có nhờ đến Hà Vinh, thì Hà Vinh muốn phối hợp với ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali cũng như khu hội cựu tù nhân chính trị để thực hiện chương trình này, vì Hà Vinh nghĩ là tất cả chúng ta đều nên có những sự đóng góp trong chương trình này. Tại sao thưa quý vị? Tại vì cái xe hoa diễn hành văn hóa này tại đại lộ New York rất là tốn kém, thành ra chúng ta có thể đóng góp được những gì thì chúng ta có thể làm được điều đó. Cho nên tham dự để mà giúp cho quý anh chị trong cộng đồng ở Hoa Kỳ tổ chức thành công cái ngày diễn hành văn hóa New York. Thì đây là một cái cuộc diễn hành về văn hóa rất là quan trọng đối với lại cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Chúng tôi với cái tính cách là chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California xin kêu gọi toàn thể quý đồng hương ở trên khắp thế giới hãy cố gắng tích cực yểm trợ cho cái cuộc diễn hành văn hóa này thành công tốt đẹp. Vô cùng vinh dự được đến tham dự cái ngày gây quỹ cho văn hóa tại New York. Tôi trân trọng kính mong tất cả tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại và quốc nội lúc nào cũng hãnh diện là người Việt Nam tự do, nhân bản và tự chủ để bảo vệ lịch sử và văn hóa dân tộc. Và tôi là Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch ủy ban điều họp ngày diễn hành văn hóa quốc tế. Thì ngoài cái việc bảo tồn văn hóa từ đời này sang đời khác, chúng ta còn phải giữ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, chính nghĩa lá cờ chính nghĩa quốc gia mà tung bay trên đại lộ 6 Avenue, nói thật sự cho quý vị biết là Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Cộng nó rất thù ghét và nó tìm mọi cách để nó lấy lại cái quyền tham dự. Bởi vậy chúng ta nếu bỏ lỡ cơ hội và để cho Cộng sản nó giành cái quyền thất đất để bước cờ đỏ, mà ngay cái đại lộ thành phố hàng ngang lá cờ đỏ, hàng vàng lá cờ đỏ như vậy, đây là cái sự nhục nhã của người Việt tại hải ngoại chúng ta. Thưa quý vị, như đồng hương chúng ta đã biết về tầm quan trọng của cuộc diễn hành là bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đề cao và giữ gìn lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính nghĩa quốc gia, biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Vì vậy, nếu cộng đồng người Việt tị nạn không tiếp tay, ủng hộ, tham gia và giữ gìn diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm tại New York, thì Cộng sản Việt Nam sẽ nhảy vào và hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay để biến ngày này thành một ngày tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam. Và đến lúc đó thì các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, các đảng phái quốc gia, con cháu của những người Việt tị nạn Cộng sản sẽ nghĩ gì? Vũ Nhân, thường xuyên trên đài truyền hình SBTN từ miền Bắc của tiểu bang California.